Nước Đức, một quốc gia luôn được ngưỡng mộ vì bia vại, xúc xích và năng lực kỹ thuật đáng kinh ngạc, chuẩn xác đến từng chi tiết. Đó chính là Đức. Họ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, vượt qua Nhật Bản, rơi vào trì trệ. Họ cũng là nền kinh tế đầu tàu, mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Liên minh châu Âu EU. Nếu bạn hỏi bí mật lớn nhất đằng sau thành công của nền kinh tế Đức là gì, thì đó hẳn là khả năng sản xuất chế tạo chính xác, cực kỳ cao cấp của quốc gia này. Nước Đức thực sự xứng đáng với danh tiếng đó. Họ đi đầu thế giới về hàng loạt những mặt hàng kỹ thuật cao, từ máy bay, thiết bị y tế, cho đến những thứ như là máy ly tâm dùng trong ngành năng lượng hạt nhân. Thế nhưng không biết từ bao giờ, nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo cỗ xe tăng Đức đang phải đối mặt với hàng loạt những thách thức ở cả bên trong lẫn bên ngoài, khiến cho nước này có thể đánh mất vị thế cường quốc công nghiệp. Điều này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo với nước Đức, mà còn đánh động đến toàn thể châu Âu. Vì khi mà nền kinh tế đầu tàu gặp rắc rối, thì lục địa già sẽ bị ảnh hưởng theo. Câu hỏi là tại sao các nhà kinh tế lại đưa ra cảnh báo như vậy, và liệu điều này sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào? Trong thế giới phẳng của chúng ta ngày nay, hàng hóa và dịch vụ được giao dịch tự do hơn, và các quốc gia trên thế giới buộc phải phát huy những lợi thế to lớn nhất của mình. Hãy lấy một ví dụ, Trung Quốc có diện tích khổng lồ, dân số khổng lồ, đồng nghĩa với tài nguyên, nhân lực và thị trường khổng lồ. Đã qua cái thời mà Made in China đồng nghĩa với đồ dởm rồi. Ngày nay năng lực sản xuất của Trung Quốc đã cải thiện vượt bậc. Họ có vị thế thương mại toàn cầu tốt và hệ thống chính trị ổn định. Nhờ đó mà Trung Quốc dễ dàng thích ứng với việc mở rộng nhanh chóng, trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Ngược lại thì Singapore đất không rộng, người không đông, hầu như là không có tài nguyên. Thế nhưng mà họ có một hệ thống chính trị rất mạnh mẽ và vị trí đắc địa nằm ngay giữa tuyến đường thương mại sầm uất nhất thế giới. Vì thế mà Singapore trở thành điểm trung chuyển quan trọng của thương mại toàn cầu, một cửa ngõ cho các nhà đầu tư muốn thâm nhập vào Đông Nam Á. Với những đặc điểm kinh tế như vậy, gọi chung là lợi thế so sánh. Hiểu nôm na, nếu không có vị trí và hệ thống chính trị đó, thì Singapore không thể làm gì để có thêm đất đai và dân số để cạnh tranh với sức mạnh số nhiều của Trung Quốc được. Tương tự như vậy, nếu chính quyền của Trung Quốc không đưa ra những thay đổi lớn trong cách vận hành đất nước, thì chẳng nhà đầu tư quốc tế nào dám đến nước này làm ăn vì rủi ro chính trị tiềm ẩn là rất cao. Ví dụ đó cho thấy Trung Quốc có lợi thế so sánh trong việc sản xuất hàng hóa cơ bản, còn Singapore thì lại có lợi thế so sánh về các dịch vụ tài chính, đại loại là vậy. Chừng nào hai quốc gia này còn bình thường với nhau thì những điểm mạnh điểm yếu này đều ổn. Vì Singapore có thể mua hàng tiêu dùng giá rẻ ở Trung Quốc, trong khi mà các công ty vận tải Trung Quốc thì có thể dùng Singapore làm trạm tiếp nhiên liệu hoặc là quản lý tài chính quốc tế. Điều đó cũng tương tự như các cụ bảo một nghề thì sống, mà đống nghề thì hẹo. Cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nếu tập trung vào chuyên môn của mình, những gì mình làm tốt, để người khác lo những chuyên môn khác và mọi người có thể giao dịch với nhau. Giống như là ông nông dân thì cứ trồng trọt chăn nuôi đi, không biết chữa bệnh thì cũng chẳng sao, vì ông có thể trả tiền cho bác sĩ chữa bệnh bằng tiền bán nông sản mà. Đó là một ví dụ trực quan để bạn hiểu vì sao thương mại tự do và tận dụng lợi thế so sánh sẽ cho phép các nền kinh tế vận hành hiệu quả trong một thế giới liên kết. Tính chuyên môn hóa cao trong các nền kinh tế hiện đại là một lý do chính khiến cho thế giới này ngày càng trở nên giàu có. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Giả sử trong một quốc gia, sẽ luôn có những cơ quan giải quyết những bất đồng, tranh chấp khi mà chúng ta giao dịch với nhau. Thế nhưng ở cấp độ toàn cầu thì chưa có một cơ chế nào thực sự hiệu quả. Tất nhiên là có những tổ chức đứng ra làm trung gian như là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hay là Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà thực tế thì nếu một quốc gia nào đó quyết định cắt đứt thương mại với một quốc gia khác, thì ngoài việc tuyên chiến ra, bên bị Hitler cũng chẳng làm được gì nhiều. Bài toán làm thế nào để vừa giữ chắc chân trong thương mại toàn cầu, vừa không quá phụ thuộc vào thương mại toàn cầu vốn đã khó. Và nó còn đặc biệt quan trọng với nước Đức vì những lợi thế so sánh độc đáo mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Nước Đức sở hữu lực lượng lao động có tay nghề cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất. Bên cạnh đó, vị trí thuận lợi giúp cho họ tiếp cận được nguồn năng lượng giá rẻ. Đó là những lợi thế so sánh mạnh mẽ của Đức trong việc sản xuất công nghiệp cao cấp. Bình thường, khi nói về lợi thế so sánh thì người ta hay nghĩ đến việc giảm lương công nhân để hạ chi phí, thế nhưng vẫn sản xuất được nhiều hàng hóa, như là Trung Quốc chẳng hạn. Trong vài thập kỷ qua, nước này có thể trở thành xưởng của thế giới vì họ có nguồn nhân lực khổng lồ và quan trọng là giá rẻ. Vì thế, khi mà tiền lương ở Trung Quốc tăng lên, các nhà sản xuất toàn cầu bắt đầu để mắt đến lựa chọn thay thế, như là Ấn Độ chẳng hạn. Nước Đức có những nhân lực nằm trong top được trả lương cao nhất thế giới, thế nhưng điều đó không làm giảm lợi thế cạnh tranh của nước này. Hầu hết các ngành công nghiệp của Đức sử dụng rất nhiều máy móc, dụng cụ tiên tiến,
hoặc là họ sản xuất những mặt hàng giá trị cao đến mức chênh lệch giữa trả lương công nhân vài đô hay là vài trăm đô một giờ thực sự không có ý nghĩa gì nữa. Lấy ví dụ, các nhà máy ô tô ở Đức sử dụng rất nhiều máy móc tự động, chỉ có một số công nhân tay nghề cao. Nghĩa là mỗi công nhân có thể tạo ra số lượng ô tô cao gấp nhiều lần so với bình thường. Khi đó, thì việc trả lương cao hơn cho công nhân có tay nghề cao lại mang tính cạnh tranh hơn là thuê nhiều công nhân giá rẻ, vì nó tận dụng được lợi thế từ máy móc và kinh nghiệm sử dụng máy móc. Hoặc là trường hợp 2 là những tập đoàn như là Siemens, họ làm ra những thứ như là máy ly tâm hạt nhân. Mỗi cỗ máy như thế tốn hàng trăm triệu đô la để sản xuất và lắp đặt. Những sản phẩm như thế không chỉ nâng cao danh tiếng của kỹ thuật Đức mà còn làm nên lợi thế độc quyền cho nước này. So với từng ấy giá trị, thì chi phí nhân công cao ở Đức chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu đây? Bạn có nhớ chúng ta đã nói về lợi thế tiếp cận năng lượng giá rẻ chứ? Từ giữa những năm 1990, Đức đã bơm khí đốt tự nhiên rẻ bèo trực tiếp từ Nga và Na Uy, những quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới. Thế nhưng mà tình thế đã thay đổi sau khi mà Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Berlin đã chọn từ bỏ khí đốt Nga để chuyển sang sử dụng các giải pháp thay thế đắt tiền hơn, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng ở Mỹ. Nước Đức đã làm giàu trên khí đốt giá rẻ của Nga. Vì vậy, khi mà tự tuyên bố cắt đứt với nguồn gốc sự giàu có của mình, họ rơi vào rắc rối. Cuộc khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng nặng nề đến nhiều doanh nghiệp nước Đức vì họ còn quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch giá rẻ. Khí đốt từ Nga từng nuôi sống những nhà máy sử dụng một lượng năng lượng khổng lồ. Thế nhưng mà giờ đây, họ phải chấp nhận chi phí năng lượng cao hơn. Điều tồi tệ là ngành sản xuất của nước Đức từ lâu đã suy thoái và lý do, mỉa mai thay, cũng đến từ lợi thế so sánh của nước này. Lực lượng lao động cực kỳ tài năng và lành nghề của nước Đức đang già đi nhanh chóng. Hệ thống kinh tế của Đức lại nổi tiếng vì những phúc lợi hưu trí hào phóng kinh người. Và thế là có một xu hướng là người Đức đang rời bỏ lực lượng lao động sớm hơn cần thiết. Điều đó khiến cho nhiều doanh nghiệp ở Đức phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực. Bình thường thì các nền kinh tế tiên tiến có thể bù đắp thiếu hụt bằng cách thu hút người lao động di cư có tay nghề cao từ các quốc gia có mức sống thấp hơn. Thế nhưng vấn đề là Đức thì không thể. So với Đức, nguồn nhân lực chất lượng cao thích nhắm đến những nước như là Úc, Canada và đặc biệt là Mỹ hơn. Lý do đầu tiên là ngôn ngữ, vì độ phổ biến của tiếng Anh so với tiếng Đức là khỏi phải bàn cãi rồi. Ngoài ra, thì các tiêu chuẩn đào tạo đã góp phần tạo nên danh tiếng vững chắc cho ngành sản xuất của Đức. Có nghĩa rằng là ngay cả những người di cư muốn vào làm ở những vị trí có tay nghề thấp cũng phải vượt qua hàng đống kỳ thi chứng chỉ này rồi chứng chỉ kia, mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc thì mới có thể bắt đầu làm việc. Nói tóm lại thì Đức đang thiếu nhân lực trầm trọng. Nước này đang không thể lấp đầy 750.000 vị trí tuyển dụng trong nhiều ngành công nghiệp cốt lõi của đất nước. Bên cạnh đó thì chúng ta đã nói lợi thế so sánh của nước Đức còn nằm ở chất lượng sản xuất. Thế nhưng không có gì đảm bảo là các nước khác không thể đuổi kịp, hay là chí ít là rút ngắn khoảng cách với Đức. Lại quay trở lại với Trung Quốc, ngành sản xuất của nền kinh tế số 2 thế giới, dù bạn thích hay ghét họ thì cũng phải thừa nhận trình độ của họ không còn kém xa ngành sản xuất của Đức như trước nữa. Trung Quốc đang chế tạo ô tô, pin, máy bay và máy móc tiên tiến thực sự có thể cạnh tranh với hàng hóa đến từ Đức. Có nghĩa rằng là hiện nay, Trung Quốc không chỉ đồng nghĩa với nền sản xuất ồ ạt giá rẻ nữa, mà họ đã trở thành tay chơi thật sự trong sản xuất tiên tiến. Một sự thật giật mình là ngày nay số lượng xe BMW được sản xuất ở Trung Quốc đã vượt Đức, khiến cho nhiều nhà kinh tế lo ngại nước này sẽ đánh mất vị thế thống trị trong lĩnh vực công nghiệp cao. Những con số cũng không quá khả quan. Sau quý 1 của năm 2024, giảm 0,1%, kinh tế của Đức quý 2 cũng không tăng trưởng so với cùng kỳ 2023. Tính trong 8 quý gần nhất, kinh tế của Đức tăng trưởng âm 3 quý, mức giảm mạnh nhất là 0,3% vào quý 3 năm 2023. Tích cực nhất là tăng 1,7% hồi quý 3 năm 2022. Mà Đức là cơ sở công nghiệp của châu Âu, đầu tàu kinh tế suy yếu thì toàn bộ lục địa già sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vào quý 2, tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone và cả châu Âu đều tăng 0,2% so với quý 1, yếu hơn ước tính trước đó của cơ quan thống kê châu Âu. Không chỉ thể hiện bằng con số, mức sống ở Đức cũng đã suy thoái lớn nhất kể từ Thế chiến thứ 2. Giá năng lượng cũng tăng vọt, khiến cho lạm phát cũng gia tăng, kéo theo tiền lương thực tế ở Đức vào năm 2022 giảm mạnh hơn bất kỳ năm nào kể từ năm 1950. Thêm vào đó, dù kinh tế khó khăn, thế nhưng mà Đức là nước phương Tây ủng hộ Ukraine lớn thứ hai chỉ sau Mỹ. Ước tính Berlin đã hỗ trợ Kiev 22 tỷ euro, bao gồm 17,7 tỷ euro viện trợ quân sự. Hồi tháng 2, Thủ tướng của Đức còn cho biết nếu tính cả viện trợ chuyển qua cho EU, Đức đã cung cấp tổng cộng 28 tỷ euro cho Ukraine. Đức tiếp cận cam kết sẽ viện trợ Ukraine tổng cộng 7 tỷ euro cho Kiev trong năm nay. Lần thứ hai trong 1/4 thế kỷ trở lại đây,
Đức bị gọi là con bệnh của châu Âu. Tuy nhiên, lần gần đây nhất Đức bị coi là con bệnh không kéo dài, nước này đã nhanh chóng giải quyết được các vấn đề và khẳng định lại vị trí cường quốc kinh tế châu Âu. Nền kinh tế sản xuất hùng mạnh của Đức giúp nước này hưởng lợi từ vai trò nhà cung cấp cho Trung Quốc trong thời kỳ phát triển bùng nổ của thị trường tỷ dân. Liệu nước Đức có thể trỗi dậy ngoạn mục thêm một lần nữa? Câu trả lời phụ thuộc vào việc là họ có thể biến lợi thế cạnh tranh đã chuyển thành yếu điểm, trở thành lợi thế hay không.